Thưa quý vị, thưa các bạn, trên 100 sản phẩm OCOP và thủy sản từ tỉnh Quảng Ninh và sản phẩm trái cây nông sản mùa vụ sản lượng lớn như trái cây có múi cam bưởi, quýt Hà Giang, Bắc Giang, Lào Cai, Hưng Yên, nông sản vùng cao tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu đã hội tụ tại tuần hàng OCOP tỉnh Quảng Ninh và trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2021. Với quy mô 60 gian hàng của 15 tỉnh, thành phố, cùng những sản phẩm tiêu biểu đặc sản của các địa phương, tuần hàng mang đến người tiêu dùng thủ đô 100 sản phẩm OCOP và thủy sản của tỉnh Quảng Ninh, như các sản phẩm trái cây, nông sản mùa vụ sản lượng lớn như cam, bưởi, quýt và các loại nông sản vùng cao. Đây là tuần hàng thứ 2 được tổ chức tại Hà Nội trong năm 2021. Sự kiện nhằm tiếp tục kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng trưởng kinh tế, góp phần đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hỗ trợ các tỉnh, thành phố quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Hà Nội, đặc biệt là trái cây đến mùa vụ thu hoạch, sản phẩm nông sản gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các sản phẩm nông sản đang tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định. Sở Công Thương luôn luôn là phải kết nối với các tỉnh, thành phố để đưa hàng hóa về phục vụ với nhu cầu tiêu dùng của người dân. Và đặc biệt trong những cái tháng cuối năm và chuẩn bị cho dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần thì cái nhu cầu mua sắm của người dân cũng tăng cao hơn, và để chuẩn bị cho một cái lượng hàng để phục vụ với nhu cầu Tết thì Sở Công Thương Hà Nội hôm nay phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh để đưa những cái sản phẩm OCOP, những cái sản phẩm có thương hiệu và những cái sản phẩm đặc sản vùng miền của tỉnh Quảng Ninh về với người tiêu dùng thủ đô. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai cái địa phương mà tiêu thụ hàng hóa phải nói là nhiều nhất cả nước. Chính vì vậy việc các địa phương chủ động trong cái việc mà đưa hàng hóa để về giới thiệu cho Hà Nội là một trong những cái mà chúng tôi là đánh giá là hướng đi đúng của các địa phương trong cái việc mà hỗ trợ cho doanh nghiệp lưu thông hàng hóa ngay trên thị trường nội địa. Và việc Quảng Ninh làm hôm nay thì cũng cách đây một tuần thì ở Sơn La cũng đã làm một cái chương trình tương tự như vậy. Thì chúng tôi đánh giá rằng là đây là cái hoạt động cũng đã được các địa phương làm tương đối thường xuyên ở tại Hà Nội. Với Bộ Công Thương thì chúng tôi rất là ủng hộ các cái chương trình như vậy. Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước, chương trình tuần hàng OCOP tỉnh Quảng Ninh và trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội có ý nghĩa thiết thực trong việc đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đồng thời giúp người tiêu dùng thủ đô nhận biết có thêm nhiều lựa chọn tiêu dùng sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý của các địa phương. Trung tâm xúc tiến và phát triển công thương Quảng Ninh luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp Quảng Ninh, đặc biệt là các cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh, kết nối đến các cái thị trường trọng điểm, ví dụ như thị trường Hà Nội, thị trường Đà Nẵng, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là những cái thị trường trọng điểm mà có cái sức mua lớn. Thì Quảng Ninh luôn luôn gắn kết với các đơn vị xúc tiến, sở công thương của các tỉnh, thành phố để kết hợp để tổ chức các sự kiện này, tạo một cái môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp để phát triển tiêu thụ. Trong khuôn khổ tuần hàng, các kênh phân phối, nhất là hệ thống MM Mega Market tại Việt Nam đã hỗ trợ tư vấn mẫu mã, thủ tục để các đơn vị tham gia đưa sản phẩm có chất lượng tốt vào kênh phân phối.